Vâng, xin chào anh chị khách hàng nha. Đây là cái vlog hành trình đi mua xe của em. Cái xe này rất là quen đúng không anh chị? Cách đây mấy tháng thì em bán cho ảnh ở huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định á, rất là xa. Đó, anh đi đâu được mấy tháng á, rồi xong anh điện lại với em bán lại. Vì cái lý do là sát nhà anh có ông anh trai bán cái xe lúc rất là đẹp nên anh rất là thích. Thì xe bên em bán ra thì mấy giờ 15 em mua lại, anh vừa điện là 10 giờ là 11 giờ mấy là bên em có mặt rồi. 11 giờ mấy 12 là bên em có mặt. Bên em mua xe rất nhiệt tình nha anh chị. Rất nhiệt tình và những cái xe em bán ra là em rất thích thu lại nha. Chứ không phải là những cái xe mình bán ra sau khách bán lại là mình sợ rồi mình lằng nhằng gây khó dễ đâu. Riêng văn hóa toàn chung là ưu tiên mua những cái xe mà mình bán ra giá hợp lý. Em bán là giá nó hợp lý nên là lúc thu lại nó cũng rất là đơn giản và thoải mái nhanh gọn anh chị. Nó rất là rõ ràng trong khâu mua bán về lẫn khâu chất lượng nên là sau khách bán lại chỉ cần nói anh bán xe em toàn cho cái giá là khách gật đầu ngay lập tức liền à. Thì anh chị biết cái độ hợp lý của toàn khi bán ra và thu vào rồi đúng không anh chị? Đó, anh chị nào cần Elantra 2019 xe rất là đẹp nha anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Ngày xưa em bán cũng xe rất là đẹp, em đi cái anh em đi cái xe tốt từ Quy Nhơn chạy vô, khách cần gấp là tụi em đi gấp liền à, không có nề hà. Bên nhân viên toàn chung là rất là nhiệt tình nha anh chị. Xe thì em kiểm tra đúng như ban đầu, chạy xước bên ngoài sơ là không quan trọng nha anh chị, chỉ có đúng ban đầu đừng có đâm đụng hoặc là đừng có đụng can thiệp đến phần máy hoặc là ngập nước là bên em thu lại đúng theo cái giá trượt giá của bên toàn chung quy định. Là có những cái xe là 10, 20 và có những cái xe là 30 anh chị, tùy theo mức độ cái biên lợi nhuận tại thời điểm đó. Những cái xe em bán ra cam kết về chất lượng rõ ràng thì em thu vô nó cũng rất là rõ ràng và nhanh chóng. Có những cái trường hợp mà anh chị bán xe mà họ không thu á là xe nó vướng vấn đề nha anh chị. Dạ, em chào anh ạ. Thì không biết thì hồi trước cho mình mua xe bên Toàn Trung á thì anh đi cảm thấy như thế nào ạ? Đi ok, đảm bảo chất lượng. Thấy cái ổn định, nói chung là không có vấn đề gì. Dạ, còn giá cả là sao anh? Giá cả thì cũng hợp lý thôi. Dạ. Thì bên em thì chuyên buôn bán xe ô tô và các dòng xe đời mới bây giờ. Dạ. Thì anh có nhu cầu gì thì anh cứ liên hệ bên em. Rồi. Dạ, dạ. Rồi. Em cảm ơn anh nha. Dạ, anh có còn đồ dùng hay là những cái vật gì trong xe anh cần lấy ra thì anh lấy hộ giúp em với ạ. Dạ dạ, cảm ơn anh ạ. Đó, những cái xe mà bên em bán ra là tụi em mua từ văn hóa bán rất là nhiệt tình nha. Chứ không có cái kiểu mà vừa bán xong cái khách có nhu cầu hay kẹt tiền hay là không thích gì bán lại là kêu công ty em hết tiền rồi. Bên em không có thu, tạm thời ngưng thu đâu nha anh chị. Luôn luôn bên Toàn Trung mới mua, Toàn Trung là Toàn Trung mua lại ngay khi mà khách hàng bán là tụi em xuống ngay. Xuống còn nhanh hơn cái lúc mà anh chị lên mua xe em nữa. Đó là cái anh chị mua đúng xe và đúng người rồi nha anh chị. Em thấy nhiều trường hợp khách của em cũng tội, đi mua xe là sau kể lại là đi bán không có được, mua thì dễ mà bán không được, đó là xe cũ vậy. Anh chị mua bị lầm á nên chị bán không có được. Chứ còn mà nếu anh chị không biết hoặc không tìm đơn vị nào uy tín hoặc là mình không rành về xe, mình mua xe mới luôn nha anh chị, sau này mình thanh khoản nó nhanh. Chứ còn mà mua lầm vậy nó vừa mất nhiều tiền hơn mua xe mới mà vừa khó khăn vấn đề mà bán lại. Còn đây là trong quá trình em đi mua cái xe Hyundai Tucson 2018 nha anh chị. Xe này một chủ mua từ mới 2.0 đặc biệt. Xe rất là keng nha anh chị, xe chạy 50.000 nhưng mà chủ rất là ít đi. Đó. Bản đây bản đủ, nó có cửa nóc, điều hòa phía sau, có phanh điện tử, có đầy đủ hết nha anh chị, 2.0 đặc biệt. Cái xe này bên em về sẽ chào bán con này là 750 triệu nha anh chị. 750 triệu cho con Tucson này, biển Sài Gòn. Anh chị nào nhu cầu mua thì liên hệ bên em, cốp điện, xe không một lỗ nhỏ nha. Bên em cho người đi tới tận nơi và thẩm định kỹ càng hết rồi. Đây là nhân viên bên Toàn Trung để tới tận nơi mua chính chủ luôn, chủ xe hay gửi ở bãi. Kiểm tra gần như là tất cả các hạng mục, yếu tố đều đảm bảo chất lượng của công ty. Và
đạt tiêu chuẩn thì bên em sẽ thông qua. Anh chị nào muốn nhu cầu mua thì liên hệ bên em. Ở Sài Gòn á, với Hà Nội đỡ mất tiền biển 20 triệu. Bên em thì ba rút hồ sơ thôi nha anh chị. Anh chị đóng thuế ra biển sẽ ra quanh cả tầm 10 triệu nữa. Là anh chị có thể ra tên chính chủ hoặc là ký ủy quyền anh chị đi. Nhưng mà anh khuyên anh chị nên là ra tên nha anh chị. Xe của mình thì mình nên ra tên, đừng có ký ủy quyền, sau này nó phức tạp về giấy tờ, về pháp lý lắm anh chị. Nhiều lúc mình ủy quyền mình đi nhưng mà lỡ có trục trặc gì, chỗ cũ trục trặc gì thì mình cũng không sang tên được đâu. Nên thà mình sang tên chính chủ mình luôn. Thì sau này chủ cũ có nợ nần hay tranh chấp gì đó, mình vẫn là xe của mình, tên mình đứng thì không có liên quan. Chứ còn ủy quyền thì vẫn còn liên quan nha anh chị. Vẫn còn liên quan, họ có thể gửi đơn kiện bất cứ lúc nào. Giống như xe bên em cũng dính một cái xe mua ra công chứng đàng hoàng hết rồi, mua của ngân hàng, qua ngân hàng thanh lý lại luôn á, mà vẫn bị dính xe tranh chấp và phải trả tiền lại cho khách. Không sang tên được phải trả tiền cho khách, giờ xe đó vẫn giữ luôn. Anh em công ty đang đi thì đợi lên phía ngân hàng xử lý, mà xử lý không được là chắc em phải kiện luôn bên phía ngân hàng. Tại vì xe này em mua qua ngân hàng thanh lý ra, nhưng mà không hiểu sao chủ xe với nợ nần đâu bên ngoài có cái đơn trên công an là không có rút được hồ sơ, không sang tên được luôn. Đó, rất là thiệt hại cho công ty. Thì anh chị có xe nào lướt đẹp ít km, bất kỳ tỉnh thành nào tụi em không quan tâm, nhưng mà ít km nha anh chị. Nếu mà miền Bắc là từ 30.000 đổ lại là em mua hết, còn miền Nam thì 100.000 đổ lại. Đó, hai cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng của anh em, không đâm đụng, không ngập nước, chính chủ hoặc anh chị nào giới thiệu xe này, giới thiệu xe cho số điện thoại chủ xe mà em mua được mà em có quên á, thì cứ nhắc giùm em. Tại vì anh chị giới thiệu, anh chị có tin nhắn gửi số điện thoại, lấy cái đó làm bằng chứng là tụi em gửi hoa hồng cho anh chị nha. Em đang nghiên cứu cái vấn đề mà chích hoa hồng sao cho nó phù hợp nhất cho cả hai. Bên em mua thì luôn luôn muốn gặp chủ xe là mua hết giá, tại vì xe đẹp mua hết giá nó mới dễ mua, và mua vậy mới mua được xe nha anh chị. Chứ nhiều lúc cứ ham rẻ là những cái xe đẹp không mua được và mất xe liền à. Nên thường thường tụi em đưa cái giá gần như là hết giá luôn, nên là rất là sát, nên anh chị giới thiệu thông cảm. Nếu mà bán được cho toàn chung hoặc là toàn chung mua được thì cứ liên hệ lại, nhưng mà tiền hoa hồng nó tương đối thôi nha anh chị, nó không có nhiều, nhưng mà nó cỡ tầm 1 triệu 2 triệu, cao lắm là 5 triệu là hết rồi anh chị. Nhưng mà trường hợp 5 triệu nó hiếm lắm, đa phần là 1-2 triệu là nhiều. Cái đó là cái gọi là cái hoa hồng thôi, chứ còn nhiều quá thì tụi em không có làm được, giá cả nó sẽ bị đội lên, dẫn đến ảnh hưởng đến giá thành thu vào của cửa hàng. Nên anh chị có xem cần định giá hỗ trợ bên toàn thì liên hệ bên em là 0922325679, gửi hình Zalo anh chị nha, hoặc là 0777262626. Nhớ gửi Zalo tụi em mới nhớ và định được hết. Chứ anh chị điện và tải xe tụi em cũng không nhớ và không bấm chính xác giá được đâu. Anh chị cứ gửi hình xe, chụp hình nội thất, km và đăng kiểm. Cái km là cái bên em quan trọng nhất trong cái khâu thẩm định và mua vàng. Còn đây là cái hành trình đi lên Đà Lạt mua cái con xe Ertiga số sàn 220, rất là mới nha anh chị. Ảnh ghi sau lái mới, anh mới mua nên là ở đây cũng kỳ. Mà anh ít đi lắm, mà nhà có việc nên anh bán. Xe thì em định giá xong xuôi ok hết rồi, nhưng mà lên biết được nhà anh có việc, có hoàn cảnh cũng khó khăn á. Xe thì 12.000 cây thì em có thêm cho anh 5 triệu nữa. Đó là chia sẻ và đồng hành với khách thôi. Có nhiều khách mua những cái con xe, có nhiều khách họ tội lắm nha, họ có một cái vấn đề việc gia đình mà không tiện nói lên, nên là giống như nhà đau bệnh ốm là họ phải bán xe để lo cho người nhà. Nên nhiều lúc mình cũng phải hỗ trợ, tại buôn bán có lời mà anh chị. Còn họ mua là họ bán là họ bị mất tiền, nên điều cực chẳng đẻ thì phải bán thôi. Em đi mua xe gặp nhiều hoàn cảnh rất là tội nha, rất là chia sẻ, mong anh gia đình sớm vượt qua cái khó khăn này. Con này số sàn rất là phù hợp cho anh chị nào đi kinh doanh dịch vụ. Bên em lên thì nhanh gọn lắm, mấy cái chày xước thì bên em không tính, chỉ có là đúng km và đừng đâm đụng là được. Sau khi kiểm tra xe xong thì bên em ra phòng công chứng và chuyển đủ tiền cho khách hàng. Khách hàng nào gần phòng công chứng thì em sẽ công chứng luôn, còn không có thì em sẽ nhờ dịch vụ, hoặc mua ban đêm anh chị là phải nhờ dịch vụ họ hỗ trợ. Có bữa nay có công chứng ngồi giờ anh chị thì phải nhờ dịch vụ, cái đó chi phí toàn chung lo hết nha anh chị.
anh chị bán xe thì anh chị chỉ biết bán thôi, còn mọi chi phí công chứng hoặc là thủ tục rút hồ sơ giấy tờ bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm hết, nên là anh chị khỏi phải lo nha. Không phải như các đơn vị khác mua xong rồi xin tiền bớt tiền rồi xin lọc, tụi em chốt là mua thôi, chứ không có mua xong giá rồi còn bớt lọc bớt đồ lằn mằn 2-3 triệu rồi công chứng trừ cho em, rồi rút hồ sơ trừ cho em đâu nha. Bên em là định giá là tụi em xuống là anh chị chỉ khó trao tay đủ thủ tục là xong, mọi thứ là toàn chung lo hết từ đầu đến cuối. Còn xe đẹp thì tụi em có thể thêm tiền, còn mà xe xấu hoặc là chạy. Còn đây là cái hành trình các bạn đi xuống Đồng Nai, không phải, cái này Long An nha anh chị, đi cao tốc đi xuống Tân An, Long An để xem cái con Optima nha anh chị. Optima mà đi có 6.000 cây bản Luxury 220, quá mới đi anh chị, quá mới nên tụi em phải cho anh em đi trong đêm liền xuống coi, thì xe thật sự không có gì để mà chê. Và cái mẫu này cũng đẹp và giá nó cũng hợp lý anh chị, cỡ hơn 700 xíu là có được cái Optima đây thì quá tuyệt vời rồi. Ảnh hồi xưa ảnh mua tới 900 mấy, ảnh về ảnh lên đồ chơi cũng nhiều, nhưng mà cái xe nó mới quá, nó thật sự nó mới quá là tụi em xuống lấy liền. Anh chị cứ sơn lại cái gương với lại cái trần màu đen cho nó ngầu thôi đó, xuống trong đêm rất là đẹp. Thì trong đêm giao dịch nó hơi khó khăn nên là đặt cọc cho ảnh xong rồi sáng hôm sau ra ngân hàng chuyển đủ tiền anh chị nha, chuyển đủ tiền và công chứng là lấy xe. Cái đây động cơ, đây động cơ 2.0 của Hyundai anh chị, nó vẫn còn thời Optima đây thì Kia Hyundai vẫn còn liên kết cùng một tập đoàn, nên là máy này là máy Hyundai, Hyundai Sontana rồi đó, chạy rất là êm ái nha anh chị. Dòng đây là dòng phân khúc D của thằng Kia, nó trực tiếp với Camry rồi Mazda 6 rồi Sultana. Thì em đánh giá cái xe mà Optima đây là cái mẫu mã và ngoại hình thì em cũng rất là thích cái mẫu đây, nhưng mà hồi giờ em không mua được là tại vì hồi xưa chủ xe, đa phần chủ xe em mua quá cao, sau này bán là lỗ nhiều quá thì họ không bán, nó ít khi em mua được. Với một phần nữa là ít kiếm cái xe mà ít cây số là hiếm quá. Giờ tới ngân hàng Techcombank rút tiền để đưa cho ảnh. Ảnh cũng không muốn bán đâu, nhưng mà do ảnh đi công tác xa nên ảnh cần cái xe bán tải, nên là ảnh phải bán, ảnh lên đời một xe bán tải hoặc là một xe SUV gầm cao. Cái xe này ảnh để không ở nhà nó phí quá, nên ảnh bán cho Toàn. Ảnh biết Toàn hay mua xe đẹp, tìm xe đẹp mua là ảnh để lại. Thì đúng người đúng thời điểm nên là cũng nhanh thôi nha anh chị, nên là rất là nhanh, em làm rất là hỗ trợ rất là thoải mái. Anh chị có xe lướt ít kêu xe cây số đừng quên Toàn nha. Đó, một cái ưu tiên hàng đầu của Toàn. Có nhiều cái sản phẩm mới mà em còn mua về em chân em bán mà, nên là em rất là ngại mua xe rẻ. Tuy là mua xe rẻ lời rất là nhiều á, ít đi nhiều km thì nó đồng nghĩa vì nó rẻ, tiền nào của đó thôi. Nhưng mà mình lại không mua được những cái sản phẩm như vậy. Anh chị ở tỉnh thành nào cũng được nha. Ngày hôm nay em cho anh em đi lên Thái Nguyên mua một cái xe Kia Celento mà 1.6 số tự động màu vàng cát mà có 20.000 cây anh chị, 26 mà 20.000 cây thì ít đúng không anh chị. Lên Thái Nguyên á, đang cho anh em đi lên Thái Nguyên. Đáng lẽ là mua ngày hôm qua rồi, nhưng mà qua ảnh bận việc gì á, ảnh để điện thoại ở nhà nên là điện lên mà điện hoài nó không bắt máy, nên là ảnh có kêu là ngày sáng hôm nay. Sáng nay tụi em cho người bắt đầu lên để làm việc thu và thẩm định những đầu xe đẹp đó, đúng không anh chị, đèn bi đèn đồ nữa. Xe này đi gia đình trong phố thì tuyệt vời, quan trọng ít cây số. Còn đây là Xpander Cross, lần đầu tiên em mua được luôn á, xe này khó mua cực kỳ luôn. Và xe này mua xong là em để lại Sài Gòn, em cho anh em mượn để đi tham gia cái giải đua xe hai thì Racing đó, ở Cần Thơ anh chị, 30 tháng 4 anh chị nào có đi thì sẽ gặp cái xe này, sẽ đi cùng đội đua tí 306 Racing Team. Em cũng đam mê hai thì lắm, mấy giải đua đó hầu như là em có mặt hết á, để một đồng hành, hai là tài trợ. Nhưng mà là đám cưới thằng em ở Đắk Nông, cũng làm buôn bán ô tô nên là không đi được. 30 tháng 4 này anh chị nào Đắk Nông thì cà phê Toàn nha.